Rồi chào anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của Shop Beta Bình Dương. Thì cũng còn vài tuần nữa là đến Tết rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái mini game tặng cáo cho anh em ha, coi như là lì xì đi. Và trong cái video này thì Long sẽ có một vài cái chia sẻ rất là thú vị, anh em nhớ theo dõi hết video nha. Những anh em nào muốn chơi game để nhận giải thì nên coi kỹ cái video này của Long ha, để làm đúng theo những cái yêu cầu của Long để nhận những cái giải thưởng rất là đẹp sau đây ha. Long sẽ đi quay mấy con cá trong cái giải thưởng đợt này luôn ha. Rồi, nhá hàng sơ sơ đi thì ở đây anh em thấy là vàng phía trên là Fancy Cooper Cam White Scale luôn. Vàng ở dưới này là Yellow Fancy vàng khè luôn ha. Rồi thì cái giải thưởng á sẽ là một cặp Fancy Cooper Cam nè, một cặp Fancy Cooper Cam, một cặp Yellow Fancy và một giải nữa đó là một cặp Coin Galaxy. Đây, Coin Red Galaxy đẹp lắm nha anh em, hàng toàn là hàng đẹp không đó. Đây nè, đó anh em thấy chưa. Rồi Long chỉ nhá hàng sơ sơ vậy thôi. Trong cái video mà trong video kia Long sẽ quay kỹ hơn ha. Dạo gần đây thì khi mà Long đăng cá lên, đăng những cái đợt cá để bán cho anh em á, thì lâu lâu mà cũng khá là thường xuyên luôn là hay bị YouTube nó khóa video. Do cái thằng YouTube nó chẳng biết gì về về cá beta của mình cả, nói chung mấy thằng kiểm duyệt nó chẳng biết gì cả, rồi nó kiểm duyệt bằng máy nữa. Rồi nó đâu có biết là mình cưng cá đâu. Đó cho nên là nó cứ coi những cái hành động mà cá kè nè, rồi Long quay những con cá mái đó, nó nói là ngược đãi động vật. Mình giải thích cho nó không có được thì nó bắt nó phạt mình, mà bên YouTube nó làm cái luật rất là gắt, và từ khi mà Long bật kiếm tiền thì nó càng khó hơn nữa. Cho nên là bây giờ cái kênh của Long cũng đang thuộc dạng là đang bị nguy hiểm ha. Lỡ mà làm không đúng yêu cầu của mấy ảnh là mấy ảnh cho cái kênh mình mất tiêu luôn. Thì Long mới nghĩ ra một phương án là Long sẽ làm một cái kênh dự phòng. Kênh mới của Long tên là Long Beta Bình Dương ha. Thì Long sẽ xây dựng từ từ. Mình vẫn tiếp tục xây dựng song song cái kênh này. Thì bên cái kênh mới Long Beta Bình Dương nó chủ yếu là Long sẽ đăng lại những cái video cũ của Long, những video cách đây 1-2 năm á. Cái kênh mới đó giống như là cái kho lưu trữ thôi, chứ cũng chưa có những cái gì đặc biệt hết. Thì tất cả những cái gì hay nhất và tâm huyết nhất của Long thì Long vẫn tiếp tục đăng ở trên kênh này ha. Chưa chắc Beta Farm, Shop Beta Bình Dương. Những anh em nào mà yêu quý Long thì có thể là vui lòng qua bên kênh mới của Long đó, ủng hộ Long bằng một nút đăng ký ha. Thì lỡ đâu có một ngày đẹp trời anh em lên YouTube mà không còn thấy cái kênh Shop Beta Bình Dương này nữa thì anh em cũng có cái nơi để tìm thấy Long ha. Đó là bên cái kênh dự phòng của Long. Thì cái kênh đó là Long chỉ để dự phòng thôi nha anh em. Mà Long vẫn đăng, nhưng mà chủ yếu là đăng mấy cái nó không có đăng những cái cũ nè, và nó không có hay bằng kênh bên đây. Nhưng mà vẫn xây dựng đều đều để tăng cái lượt đăng ký lên, để mà khi mà anh em tìm kiếm thì vẫn tìm ra Long. Và anh em nào yêu quý Long thì vui lòng là qua bên kênh mới đăng ký giùm Long. Long sẽ để cái đường dẫn ở đây hoặc là ở trên phần mô tả, và Long sẽ ghim cái bình luận. Anh em tìm ở đâu cũng thấy cái đường dẫn qua kênh mới hết ha. Thì kênh mới là Long nhắc lại là Long chỉ làm dự phòng thôi, và Long hy vọng là sẽ không bao giờ cần phải chuyển nhà qua đó hết ha. Vẫn tiếp tục xây dựng cái kênh này nó càng ngày càng lớn mạnh. Và nếu như mà anh em đã theo dõi Long từ lâu á thì anh em thấy là gần 300 cái video trong kênh này thì chưa có một video nào mà Long nói là anh em nếu mà anh em thấy hay thì anh em đăng ký giùm Long. Chưa bao giờ Long kêu gọi anh em đăng ký kênh giùm Long hết. Tại vì cái suy nghĩ của Long thì nó hơi khác người một tí. Long lúc nào Long cũng muốn cái sự thoải mái. Như mà video nào Long cũng nói cái câu đó thì nghe nó cũng hơi nhàm, cho nên là Long không nói luôn. Chứ thực sự ha, trong lòng của Long thì lúc nào cũng muốn là được thật nhiều đăng ký. Đó, càng nhiều càng tốt, rồi thật nhiều lượt chia sẻ ha. Tất nhiên cái đó ai cũng muốn hết, nhưng mà mình nói ra thì sợ phiền anh em cho nên là Long không nói thôi. Thì đây là lần đầu tiên mà Long nhờ anh em là đăng ký kênh giùm Long. Thì đăng ký cái kênh mới, kênh Long Beta Bình Dương giùm Long ha. Anh em nào yêu quý Long thì vui lòng ủng hộ Long bằng một cái nút đăng ký. Rồi thì bây giờ mình nói về cái mini game ha. Thì những cái giải thưởng lần này rất là xịn luôn. Đó, xịn hơn những cái lần Long tặng cá bình thường, tại vì có yêu cầu đăng ký kênh mà. Những cái giải thưởng Long sẽ không quay kỹ ở trên video này, mà Long sẽ quay ở bên kênh mới. Đó, anh em sẽ qua kênh mới nè. Anh em nào muốn chơi game á sẽ qua kênh Long Beta Bình Dương á, anh em mình đăng ký kênh giùm Long nè, rồi để lại bình luận ở bên kênh đó. Thì những người nào mà đăng ký kênh mới được tính ha, đăng ký kênh rồi bình luận mới được tính ha. Đó, thì cái nội dung cụ thể thì Long cũng sẽ nói trong cái video đó luôn.
anh em không có dự đoán số ở trên cái video này, nhưng mà tới lúc livestream vào đầu tuần sau khi mà Long livestream thì Long sẽ livestream trên kênh này anh em ha. Anh em lưu ý giùm Long là anh em mình sẽ dự đoán số và đăng ký kênh ở bên đó. Thì Long làm YouTube cũng lâu rồi, Long có cái cách để mà kiểm tra xem là anh em có đăng ký hay không, cho nên là anh em nhớ là khi mình chơi game thì nhớ ủng hộ Long bằng một cái nút đăng ký ha. Thì những anh em mà muốn chơi game để trúng cá thì anh em phải đăng ký kênh rồi để lại bình luận, và bình luận đúng cú pháp thì mới được tính ha. Và bên kia đăng ký kênh nè, rồi mình coi theo dõi kỹ cái video kia là sẽ biết cái luật chơi ha. Nhưng mà nói chung là giải thưởng thì cá rất là ok, rất là xịn, và anh em còn được chọn cá nữa, tức là những cái giải như vậy mà mình còn được chọn theo ý thích của mình đó. Anh em cứ coi kỹ cái video bên kia sẽ biết ha. Thì nội dung của video này chủ yếu là thông báo về mini game, và bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu từ cái giờ phút này thì anh em đã có thể bình luận dự đoán số ở bên cái kênh mới rồi. Thì cái video mini game thì Long cũng đã đăng lên rồi, anh em bấm vào đây rồi anh em bình luận ha. Đó, anh em đăng ký kênh, bấm vào đây bình luận là xong. Cũng có bạn bình luận rồi nè, nói chung là sẽ chọn cái người bình luận đúng và sớm nhất ha. Còn bình luận trùng, bình luận sau thì không có trúng ha. Ok, chỉ vậy thôi. Long Beta Bình Dương, anh em đăng ký giùm Long nha.